Chiến tranh, dịch bệnh, khủng hoảng và nạn đói, tất cả đều đã ứng nghiệm với những lời của thánh nhân phương Đông và phương Tây về đại kiếp nạn. Khi đó, con người nhất định phải nhớ những lời này để bình an qua tai kiếp. Kính thưa quý vị, kinh thánh phương Tây và Phật ngôn phương Đông đều nói về đại kiếp nạn. Thật kỳ lạ khi hàng loạt dị tượng, dịch bệnh, thiên tai, nhân họa những năm gần đây lại trùng hợp gần như hoàn toàn với những điều được lưu lại trong sách cổ. Dự ngôn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ 2.500 năm trước đã được lưu lại trong cuốn Đức Phật Thuyết Pháp Diệt Tận Kinh như sau: khi chánh pháp sắp suy tàn, chư thiên sẽ bắt đầu khóc lóc, sông sẽ khô cạn và năm thứ ngũ cốc sẽ không chín, tức mất mùa đói kém. Bệnh dịch thường xuyên xảy ra, cướp đi vô số mạng người. Dịch bệnh đã ứng nghiệm hoàn toàn. Hiện nay khủng hoảng lương thực, mất mùa đói kém cũng đang diễn ra nhiều nơi do hệ lụy từ khủng hoảng Nga-Ukraine. Cũng hơn 2.000 năm trước, một đoạn pháp của Chúa Giê-xu đã được lưu lại trong Kinh Thánh như sau. Bấy giờ khi Ngài, tức Chúa Giê-xu đang ngồi trên núi Ô-liu, các môn đệ đến hỏi Ngài rằng, xin hãy cho chúng con biết khi nào những điều này xảy ra và những dấu hiệu gì báo trước Ngài đến và báo trước thời kỳ tận thế. Đức Chúa Giê-xu đáp, vì dân tộc này sẽ nổi lên đối nghịch với dân tộc khác, quốc gia nọ chống lại quốc gia kia, đói kém, động đất xảy ra ở nhiều nơi. Tất cả những điều này chỉ là khởi đầu của sự đau khổ. Hiện nay, chiến sự tại Ukraine đang đẩy giá lương thực toàn cầu lên mức cao nhất trong lịch sử, bởi cả Nga và Ukraine đều là những nguồn cung cấp thực phẩm quan trọng nhất hành tinh, chiếm gần 1/3 lượng xuất khẩu lúa mì và lúa mạch của thế giới. Ngay trước khi chiến sự Nga-Ukraine nổ ra, giá lúa mì toàn cầu đã tăng 55% so với trước đó. Chỉ tính đến tháng 2 vừa qua, giá lương thực trên toàn thế giới đã cao hơn 20,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Chủ tịch Ngân hàng Thế giới cũng phải thừa nhận rằng thế giới đang đối mặt với một cú sốc lớn về nguồn cung do hậu quả của cuộc chiến Nga-Ukraine. Cùng với ảnh hưởng của đại dịch, cuộc chiến tại Ukraine đã bồi thêm một cú knock-out khó có thể phục hồi vào chuỗi cung ứng sản xuất lương thực, và rất có thể dẫn đến nạn đói toàn cầu bởi 5 lý do sau. Thứ nhất, việc Nga ngừng xuất khẩu lương thực và phân bón làm giá mặt hàng này tăng gấp 3 lần và nguồn cung ngày càng khan hiếm. Thứ hai, sự thiếu hụt nguồn cung từ Ukraine đã ảnh hưởng rất lớn đến nguồn lương thực toàn cầu bởi nước này được coi là vùng đất vàng cực kỳ máu mỡ với năng suất cây trồng cao nhất thế giới, có khả năng cung cấp lương thực cho hơn 500 triệu người. Thứ ba là những hệ lụy cực kỳ nghiêm trọng do việc đình trệ giao thương trên Biển Đen, một trong số các tuyến đường biển xuất khẩu dầu thô và lương thực quan trọng nhất thế giới. Thứ tư, việc chính quyền Mỹ ngừng sản xuất dầu trong nước và phải nhập siêu đã đẩy giá dầu lên cao kỷ lục. Trong khi đó, Mỹ lại ngừng nhập khẩu dầu từ Nga, khiến giá nhiên liệu tăng phi mã trong thời gian ngắn và hệ lụy tất yếu đó là giá thực phẩm sẽ tăng theo. Và cuối cùng là lũ lụt, thiên tai, hạn hán dị thường thời gian qua đã làm giảm đáng kể sản lượng cây trồng ở nhiều nơi trên thế giới. Chính vì những điều trên, giám đốc điều hành